Lâu nay nhiều chị em vẫn nghĩ rằng chỉ khi bản thân tham gia bảo hiểm xã hội khi sinh mới được nhận trợ cấp thai sản. Tuy nhiên sự thật là theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, chỉ cần chồng bạn có tham gia bảo hiểm xã hội thì sau khi sinh gia đình bạn vẫn được nhận tiền trợ cấp thai sản. Cụ thể, theo luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ đầu năm nay, trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chồng có tham gia bảo hiểm xã hội, thì khi sinh con, chồng sẽ được hưởng mức trợ cấp thai sản bằng 2 tháng lương cơ sở tại tháng sinh con. Ngoài ra, chồng còn được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi vợ sinh đẻ. Theo đó, người vợ sinh thường thì chồng sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc. Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, chồng được nghỉ 7 ngày. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Sau thời gian này thì người chồng không được nghỉ chế độ thai sản nữa. Thủ tục để các ông bố vừa được lên chức hưởng chế độ thai sản khi mà vợ sinh chỉ cần là nộp bản sao giấy khai sinh của con cho cơ quan nơi mà đang tham gia bảo hiểm xã hội. Người chồng được hưởng chế độ thai sản này với điều kiện là phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi mà vợ sinh con. Dạ vâng, và với mức lương hưởng là 2 tháng lương cơ bản và 5 ngày làm việc thì thực ra cũng không nhiều. Song dù sao cũng là sự động viên cho gia đình trẻ. Trên thế giới, nhiều nước có chế độ trợ cấp thai sản cực kỳ rộng rãi, hào phóng. Nổi bật nhất là Thụy Điển, chính phủ cho phép một cặp vợ chồng được nghỉ tổng cộng là 480 ngày, tức 16 tháng để ở nhà chăm con mới sinh. Trong thời gian này họ được hưởng 80% thu nhập. Tất nhiên là các ông bố bà mẹ không cần nghỉ liền một lúc 16 tháng mà có thể chia ra làm nhiều giai đoạn sao cho phù hợp nhất với sức khỏe, sự phát triển của con cái. Trước khi trẻ lên 8 tuổi hoặc học xong tiểu học, cha mẹ còn có thể được giảm 1/4 thời gian làm việc. Chẳng hạn như mỗi ngày làm việc 8 tiếng, ông bố bà mẹ nào có con nhỏ chỉ cần làm việc 6 tiếng mà thôi. Quy định này đưa ra nhằm khuyến khích sự tham gia của các ông bố trong việc chăm sóc con cái, vốn dĩ trước đây chỉ mặc nhiên là việc của phụ nữ.